Hello, xin chào mọi người. Ngày hôm nay mình có một phong cách rất đặc biệt. Mình muốn chia sẻ đến mọi người. Mọi người có thích thì mọi người cứ ghé tìm mình. Cái con cá ông tiên này nó không biết tả làm sao, nhưng mà nó rất là đẹp. Mình nghĩ nó bị tật nhưng mà rất là đẹp cho các bạn. Cái ông tiên này nó có hình thù. Đó, bây giờ mình quay cho các bạn xem luôn, các bạn chiêm ngưỡng cùng mình luôn. Bây giờ mình cũng không biết miêu tả làm sao cho nó hay. Thì bây giờ mình quay cho các bạn xem nha các bạn. Đây nha các bạn ơi, mình sẽ dốc con cá nó quay cho các bạn xem. Đây nó ở đây. Đấy, mình cũng biết là mình tả con cá này nó như thế nào, nhưng mà mình quay cho bạn xem mà con cá này nó cũng quá dị lắm. Con cá này nó có một đuôi tôm dài khoảng 1 cm. Bạn nào thích chơi hàng độc lạ thì các bạn có thể ghé chỗ mình chia lại con cá này cho. Đây. Mình nghĩ những cái bạn nào mà thích dòng cá lạ thì các bạn nên lấy những cái dòng này về mình nó theo cái gen này nó sẽ ra những con cá đẹp cho các bạn. Mình theo mình thì mình đặt ra cho nó là con cá đuôi tôm. Sẵn tiện đây thì mình review các bạn những con cá này luôn. Đây thì mình cũng như thường lệ thì mình quay những cái dòng cá mà các bạn thường mình thường về. Mình có về một ít cá ông tiên các bạn, ông tiên đen rồi đó. Các bạn nào thích thì các bạn có thể ghé cho mình nha, mình chia lại con cá này cho các bạn. Rồi video thì mình xin tạm biệt tại đây. Hẹn gặp các bạn clip lần sau.